Xin chào quý vị quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Hôm nay bên em lại có một ít cái mặt hàng khá là hay, đến từ nước Nhật, rồi đến từ Mỹ, đến từ Anh, đến từ nước Bỉ. Thì những cái cặp loa này thì bên em thường là bọn em bán chính là những cái dòng loa Nhật và loa Mỹ. Nhưng mà thi thoảng các cái hàng về nó cũng sẽ có xem ghép những cái cặp như là loa Anh. Đấy, loa Anh hoặc là loa Bỉ, Philips, hoặc là loa JBL, loa KLH. Thực tế là bọn em cũng rất ít khi bán những cái dòng này, nên là giá cả thì bọn em cũng bán rất là hợp lý, làm sao để bọn em nhập về trong cái kiện hàng thì để bù lại chi phí tiền gốc cũng như là tiền vận chuyển thôi. Nên là có cái mức giá gửi cho các bác là cực kỳ hợp lý luôn. Hàng thì chất lượng và nguyên sơn si bãi. Trong đây thì em sẽ giới thiệu với quý các bác là gồm 6 cặp. Đấy, gồm 6 bộ. Thì đầu tiên, cặp loa đầu tiên này thì có cái thương hiệu là Watfaden. Đấy. Sở hữu chiếc bát là 20 cm, màng giấy, nón vải và gân là gân cao su. Đấy, gân cao su đặc trưng của cái dòng loa Anh này nhé. Đây là số series 24560164. Cặp này thì nó trùng series, các bác chơi là yên tâm về cái cân về hình thức như cân về chất âm. Sở hữu một chiếc tép, nó có cái phần lưới bông ở trước như này. Chiếc tép này nó là khá hay của dòng Watfaden, đến bát 30, 25, 30 nó cũng đều dùng cái tép, nó có cái màng bông ngoài như này. Đấy, nếu mà các bác mà làm lại cái tép này rồi thì cái màng bông thì nó sẽ rách, hoặc là cái keo này nó sẽ còn nguyên thủy như này. Đấy, loa cổ thì được bổn hãng làm, còn bôi cả cái chất dưỡng đây gọi là dưỡng màng nhé, mới dưỡng gân nó gân cao su không phải dưỡng rồi. Thùng sơn si mặt trước còn khá là tốt. Cặp loa Anh Watfaden này thì có cái chiều cao là 50, chiều rộng 25 và chiều sâu là 25 cm. Thùng gỗ lạ. Đấy, tất nhiên là cặp này là cặp loa cổ, nó sản xuất từ những năm 55, 56, nên là cái thùng của nó lâu năm thì nó đã cũng có dấu hiệu của bị các cái sơn theo năm tháng này nhé. Đấy, những cái này là nguyên thủy thì bọn em tôn trọng sự nguyên thủy của nó. Loa cổ nên nó có thiết kế hai cái đường các bác đấu nhé. Bên này là dương, bên này là âm, cái này là đấu dây bình thường. Còn cái này ở trong rắc trong này là cái rắc đực cái. Đấy, một rắc tròn và một rắc vuông. Đấy, sau này nó hơi tối. Made in England nhé. Made in England. Đấy, dập trên và dập dưới nhé. Hàng là hàng loa cổ của Anh. Đây là cặp e-căng. E-căng của nó thì được làm dạng vải bố nhé. Có chữ Watfaden này. Đấy, Watfaden này. Hai chiếc căng vải bố này đang cứng cáp nhé. Khung chấu thì nó đang gọn gàng đầy đủ, sạch sẽ. Chỉ hơi tiếc một chút là cái thùng sau nó hơi xấu thôi. Nhưng mà những cái cặp này nó bé thì bọn em cũng không có thời gian để bọn em chỉnh trang một thùng. Các bác nào về thì có điều kiện thời gian, một là chơi mộc này để cho nó đúng cái chất hoài cổ của nó, hai các bác có thể chỉnh trang lại một chút cho em. Cái cặp đầu tiên này thì bên shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là có mức giá rất hợp lý nhé, chỉ 2.900.000 đồng. Đấy, bên em những cặp loa mà mở hàng thì luôn có mức giá hợp lý cho các bác, gọi là rẻ nhất trong cái chương trình luôn. 2.900.000 đồng. Đấy, cặp loa đến từ nước Anh, sở hữu bát là 20 cm, tép bông. Để nói rằng là chất âm của nó thì cặp này nó đánh rất là nhẹ nhàng, thư thái, bát sâu, trầm sâu. Và giá của nó thì cũng chỉ rẻ như những cái cặp loa Nhật thôi. Các bác nào có những cái âm ly mà tầm 50-60W là có thể khai thác được cái cặp loa này rồi. Nếu âm ly châu Âu hoặc là âm ly của Đức, của Mỹ thì quá tốt. Còn không, các bác cứ chơi âm ly Nhật, ví dụ công suất khoảng 90W quay đầu nhé, thì tiếng rất là hay. Tiếp theo em xin giới thiệu với quý các bác một cái cặp loa đến từ thương hiệu Victor. Đấy. Cặp này thì có cái model là SX500. Đấy, nó ghi rõ luôn là Victor Company of Japan Limited. Đấy, dòng này nó là dòng sản xuất dạng ngày cổ của nó gần cận hand nhé, gọi là hàng nó sản xuất có số lượng thôi. Dòng limited của Victor. Nhưng cái dòng củ bát này thì cái củ nó củ Anico nhé. Của Anico ống bơ nó rất là to. Nói chung cấu hình của nó là cấu hình rất là gấu. Tép của nó là tép Anico nhé. Đấy, tép nó rất là to. Dòng này thì nó thiết kế là mặt cây đi cây, nghĩa là gỗ lạng toàn tập luôn. Gỗ lạng toàn tập. Đấy, màu vàng rất là đẹp.
Cặp này thì hình thức thì do là hàng đấu giá mạng nên là nó đang còn rất là sạch sẽ. Đây các bác có thể thấy nó đang có cái độ tươi, độ sắc nét của vỏ. Cặp loa RX500 này thì có cái chiều cao là 46, chiều rộng 27 và chiều sâu là 26 cm. Em sẽ đi sang cái cạnh sau. Đấy, phía sau này thì dòng này mặt cây đi cây nên nó cũng không có gì để bể nở nhé. Rồi, nó đang còn cứng cáp và đang còn rất là đẹp. Victor RX500, công suất 100W, trở kháng 6 ohm, made in Japan. Cặp này thì nó cũng là trùng series nhé. Đây, CD ở trên là 11404571. Cặp dưới là 11404571 nhé, cùng trùng series. Công suất max của nó là đạt tới 200W trên một chiếc. Đấy, chiếc trên là chiếc R, chiếc dưới là chiếc R. Thực ra thì loa Nhật thì cũng ít cặp trùng series. Nhưng những cái cặp mà bên em hàng dạng đấu giá như này thì bọn em mua kệ sách ở bên Nhật thì là nó hiển nhiên là nó sẽ trùng series. Còn những cái cặp hàng bãi thì cũng khá hiếm. Là vì cơ bản là người ta mua gom ở nhiều nơi, những cặp đẹp thì người ta sẽ xếp chung vào nhau để người ta mang về Việt Nam. Nên là nhiều bác bảo là sao loa của chú không có cùng series thì em cũng báo cáo các bác là tinh thần như thế. Ok quý vị, với cặp loa model là SX500 Limited của Victor thì shop Hà Thành Audio xin báo giá quý vị là 4.500.000 đồng. Một mức giá cực kỳ đẹp luôn với một đôi loa tuyến đẹp. Cái lưới này nó vận chuyển về nó hơi móp thì các bác, vì là zin bọn em chưa tháo ra, các bác nào mua thì em sẽ tháo ra em nắn lại một chút là đôi loa nó là tuyệt đối luôn. Tiếp sang là em xin giới thiệu với quý các bác một cặp loa Philips có model là FB815. Cặp Philips này thì được sản xuất tại Bỉ. Đấy, sở hữu 3 đường tiếng. Giải bát thì sử dụng một chiếc bát là 22 cm. Đấy, màng dạng carbon. Nón là nón vải, gân là gân mút. Trung giấy và tép đom. Đấy, tép đom cao cấp của Philips, củ rất là to. Đây các bạn thấy củ cực to luôn. Củ này nếu tính hết vành thì nó rơi tầm 15 cm. Đấy, tép này tính theo vành này thì 12.5 cm, trung 12.5 cm. Loa cũng được thiết kế mặt cây đi cây nhá. Gỗ rất là dày luôn, gỗ như gỗ tự nhiên luôn. Thùng thì được thiết kế với dạng vân chuội màu đen mun. Đấy, có vân gỗ. Thùng rất là nặng và chắc chắn, một chiếc này nó cũng trên chục cân, hơn chục cân, khoảng 12-13 cân một chiếc. Loa Philips. Đây là cặp e-căng, em đã tháo ra. Căng của nó thiết kế bằng nhựa nhé, rất là cứng này, nhựa cứng. Của nó là nhựa cứng. Đấy, nhựa cứng rất là dày dặn, cứng cáp. Căng zin, khung chấu đầy đủ. Đấy, thùng hậu sau các bác thấy độ xin xi nhá. Cái này là bụi bọn em chưa vệ sinh hết thôi, lau đi là nó sạch tinh nhá. Cặp loa Philips có model là FB815, có công suất đầu vào là 150W, max của nó là 250W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 88 decibel. Đấy, quy cách thùng đấy nó ghi rõ nhá. Chiều cao 63, chiều rộng 27, chiều sâu 28, nặng 13.5 kg. 13.5 kg trên một thân thùng. Đây ở dưới nó còn một cái tem phụ khác nữa nhé. Đấy, max input 250. Penom là 150. Đấy. Sản xuất tại công ty Philips này, made in. Sản xuất tại Bỉ nhé. Em nhầm, em quen loa Đan Mạch. Với cặp loa Philips có cái model là FB815, nó đang ngay ngắn và đẹp này thì shop Hà Thành Audio xin báo giá với quý vị là 5.300.000 đồng. 5.300.000 đồng cho cặp loa Philips. Đấy, có công suất 250W, 3 loa, rất là hay, rất là đáng chơi. Cặp này thì với không gian nhà bác nào mà không có quá nhiều không gian thì các bác có thể là nghe nhạc hay và có thể là phối ghép với bộ dàn để hát karaoke gia đình. Cặp này công suất của nó khá tốt, khá lớn và củ từ nó rất là gấu. Tiếp sang cái cặp loa kế bên là cặp loa đến từ thương hiệu JBL hay còn gọi là JBL. Cặp JBL này sử dụng chiếc bát là 22 cm, màng giấy, nón giấy, gân mút zin, tất cả hệ khung gông là bằng sắt sơn tĩnh điện. Đấy,
trung giấy 16 cm. Đấy, trung giấy 16 cm. Nón trong và nón vải, gân là cũng là gân ở trên là gân cao su. Trung là gân cao su. Cung gông cũng là bằng sắt. Và một chiếc tép titan. Tép titan khá là cao cấp của JBL. Cặp này trong tình trạng nó đang còn thùng quách tuyến loa nó rất là căng. Đấy, các bác thể thấy là em hôm nay điện nó hơi tối nhưng mà em quay khá chi tiết để các bác thấy rằng là cái độ sắc nét của nó. Đấy, vân gỗ cũng như là giấy xi đang còn tươi. Góc cạnh bom bê nhưng mà đang căng đét. Đây là phía hậu thùng sau. Đấy, hậu thùng sau nó phẳng lư này nhá. Chiếc này công suất khá là tốt nên nó làm lỗ thông hơi cũng khá to, nó trong khoảng tầm 12 cm. Cái lỗ thông hơi này. Thường những loa lực tốt thì có lỗ thông hơi nó sẽ to. Loa JBL có model là XL500. Trở kháng là 4 ohm. À, số series đây thì nó hơi mờ để em nhìn mắt thường thì thấy, nhưng mà quay lên các bác sợ không thấy được. Đấy, cặp JBL này thì thương hiệu của nó là ở Mỹ, sản xuất đời này thì sản xuất ở Đan Mạch. Đấy, nó có hai cái trạm loa made in Đan Mạch. Hai trạm loa đồng làm rất là chắc chắn. Tuyến loa thùng hậu sau cũng là mặt xi luôn nên là không có gì để bể nở cả. Đây là cặp e căng này của nó khá là đẹp. Đây, chưa có bị sờn rách gì. Hai chiếc thì đang còn ngay ngắn. Để em sẽ lắp vào thì các bác sẽ thấy được là các bác kê bày nhà thì nó sẽ rất là sang trọng. Các cái dòng loa khác thì có thể là mình bỏ e-căng ra thì nó khoe tuyến loa đẹp, nhưng mà riêng dòng JBL thì đa số các bác cứ đậy căng vào thì nó trông nó lại ngay ngắn hơn. Đấy, bác thể thấy nhìn nó rất tươi và mịn màng nhé. Kê bày phòng kệ nhỏ, kệ các bác là nhỏ ở nhà chung cư hoặc là những cái nhà dưới mặt đất nhẹ nhàng này, các bác có thể kê bày đôi này, nghe nhạc rất là hay. Ok quý vị, với cặp loa JBL có model là XL500. LX500. Với cặp loa LX500 thì số Bà Thành xin báo giá với quý vị là 5 triệu. Đấy, 5.500.000 đồng. Cặp này thì cũng sở hữu chiều cao là 62, chiều rộng là 28 và chiều sâu là 30. Em xin đi sang cái cặp loa thùng cuối cùng trong ngày hôm nay để giới thiệu với quý vị. Cặp loa này thì đến từ Mỹ. Đấy, cặp này có thương hiệu là KLH. Để các bác có thể thấy là hàng công nó về, nó cái độ chất của nó vẫn còn các bác nhé. Đây, KLH6 này. Bên này KLH6 này. Đây, cái tem này nếu mà mình tháo ra mình làm lại thì nó sẽ mất cái keo như này các bác nhé. Đấy, cái chất ốc của nó vẫn còn căng đét này nhé. Sắt xi 7 màu này, gọi là sắt xi 7 màu. Đấy, thùng nó đang có độ tươi của nó, vẫn còn mùi thơm của cái thùng Mỹ. Em sẽ đi review vào cái cấu hình chi tiết. Loa sở hữu với chiếc bát là 25 cm. Màng giấy, non giấy, đấy, lòng rất là sâu. Độ động cao. Gân là gân vải ngược. Tất cả hệ khung gông thì là dạng sắt tĩnh điện, nhưng mà nó làm dạng sắt xi 7 màu. Nó đang có độ sắc của nó, màu vàng của nó. Củ dòng này là củ dòng bánh trưng nhá. Tiếng lực bát rất là tốt luôn. Dòng KLH này thì được đánh giá nó cũng tương đương chất âm với những cái dòng AR hoặc là những cái dòng AVET. Avon. Đấy, dòng Avon. Loa được thiết kế là full thùng gỗ nhé. Gỗ lạng hết, đang rất là tươi và đẹp này. Đây là cái cặp e-căng của nó là dạng vải như AR4 nhé. Đấy, khung chấu là còn độ tươi của nó như này, sạch sẽ. Thùng sau thì sơn xi nó dạng màu nâu. Đây là cái thông số phía sau của cặp loa. Cặp loa KLH có model là 6, có nghĩa là 6. Đấy, Aquatic Speaker System. Đây là cái nút vi chỉnh cho cái giải tép nhé. Các bác có thể tăng này, Neumann này. Đấy, có thể tăng tép, giảm tép này. Hoặc để Neumann là để chế độ bình thường. Đây, hai cọc loa. Đấy, model của cặp này là model 06. Đây là cái series là 06-32907. Bên này là 06-33014. Đấy,
cái này là bụi, cái này là nó mốc thôi. Cái này em lau hết với cái sơn xi thùng sau của dòng máy làm rất là chắc chắn. Cặp loa KLH6 hay là KLH6 này có chiều cao là 61, chiều rộng 32 và chiều sâu là 30 cm. Với cặp loa KLH hàng bãi là còn đẹp tinh như này thì bọn em xin chào giá với quý vị là 7.500.000 đồng. 7.500.000 đồng cho cặp loa KLH bãi Mỹ, rất là ngay ngắn, sạch đẹp. Giá thì cũng rất là hợp lý rồi. Các bác có thể search thì có thể thấy là những cặp loa nó không đẹp như này, người ta bán 8 triệu trên 8 triệu rồi. Bọn em thì bán chuyên về hàng Nhật nên có thi thoảng có những đôi hàng dòng của Mỹ thì bọn em bán sẽ giá rất là hợp lý. Và cái bộ cuối cùng, bộ nghe nhạc gia đình, xem phim, cắm từ TV hoặc là điện thoại vào, thì em xin giới thiệu các bác một cái âm ly. Âm ly này thì có cái model là SVX325. Đấy, âm ly này của hãng Pioneer sản xuất tại Việt Nam. Âm ly này có công suất 190W. Các bác đấu từ TV xuống thì đấu cổng quang, còn chơi điện thoại thì người ta có thể phát Bluetooth trực tiếp cho nó. Giá của nó rất hợp lý. Các bác có thể hình dung là các bác mua một cái đầu cái bộ giải mã DAC bây giờ loại tốt nó rơi tầm 2-3 triệu. Trong cái đấy cả một cái chiếc âm ly này, tiếng tốt, đủ tất cả các đủ cổng ăn chơi, Bluetooth rồi là giải mã mà nó chỉ rơi vào tầm hơn 2 triệu thôi thì nó rất hợp lý rồi. Các bác kê bày với cái TV Sony hay là LED Sony hoặc là Samsung, các bác kê bày ra, các bác chơi thêm hai đôi loa đồng bộ này của nó nữa là các bác nghe nhạc qua TV rất là ok rồi. Đấy, đôi loa này thì hôm trước em cũng giới thiệu các bác rồi. Đôi loa này công suất của nó là 50W. Đôi này là HM76. HM76 công suất là 50W. Đôi này nó đi cùng cái bộ này. Đấy, và một cái surround nó nữa là thành một cái bộ xem phim nghe nhạc rất là hay. Hiện tại bọn em còn 1-2 bộ như này thì báo giá luôn với các bác là một bộ như này bọn em đang bán là 3.900.000 đồng, bao gồm âm ly 5.1 Pioneer có mã là VSX325. Đấy, âm ly đa kênh, đa nhiệm vụ và có đủ tất cả cổng ăn chơi và Bluetooth. Loa là loa Buxell. Đấy, loa này là bác là 12 cm và một chiếc tép đo. Loa thì có chiều cao là 26.7 cm, chiều rộng là 16 cm mà chiều sâu là 22 cm. Rất là đẹp. Nó là hàng này là hàng full box nhá, có nghĩa là full thùng xốp. Là các bác chơi thì yên tâm. Đấy, gọi là hàng mới tinh rồi. Không bàn cãi gì về chất lượng như là về cái hình thức nữa, vậy là nó là hàng mới tinh rồi. Bộ này thì nó có điều khiển và có anten đầy đủ nhá, kể cả đấy pin cũng có đầy đủ nhá, pin. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ theo bộ của nó. Ok quý vị, với giá là 3.900.000 đồng, một bộ âm thanh nghe nhạc cũng như là xem phim khá là hay đến từ thương hiệu Pioneer, là cái bộ cuối cùng mà bên shop Hà Thành chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Quý vị nào quan tâm đến những cái sản phẩm mà Hà Thành vừa mới giới thiệu thì xin quý vị liên hệ cho Hà Thành theo số điện thoại 0388 596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới.